Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 35, chuyện con chim cút, tiền thân Vataka, có cánh không bay được. Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma Kiệt Đà, bậc đạo sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt. Một thời, Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma Kiệt Đà. Khi đang đi khất thực trong một làng nhỏ ở Ma Kiệt Đà, sau bữa ăn, trên đường trở về với chúng tỷ kheo, Thế Tôn thấy một đám lửa lớn bùng lên. Phía trước và sau ngài có nhiều tỷ kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn lửa. Một số tỷ kheo còn là phàm phu, vì sợ chết liền nói: chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa kia sẽ không cháy lan rộng. Rồi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. Một số tỷ kheo khác nói: này các hiền giả, làm gì vậy? Các hiền giả như những người không thấy mặt trăng đứng giữa hư không, hay vòng tròn mặt trời với ngàn tia sáng mọc lên từ thế giới phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ, hoặc các hiền giả không thấy núi Tu Di khi các hiền giả cùng đi với bậc thượng nhân ở đời này và trên thiên giới. Các hiền giả không nhìn đến bậc chánh đẳng giác mà chỉ la: chúng ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch. Các hiền giả không biết Phật lực: chúng ta hãy đi lại gần bậc đạo sư. Tất cả tỷ kheo từ phía trước phía sau đều đi đến gần bậc đạo sư, đứng thành một nhóm. Bậc đạo sư cùng với chúng tỷ kheo đứng trên một khoảng đất. Các ngọn lửa rừng ầm ầm lan đến như muốn nuốt sống tất cả. Nhưng khi lan đến chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gần hơn 60 tầm. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng 32 tầm. Các tỷ kheo nói lên lời tán thán đức hạnh bậc đạo sư: ôi đức hạnh của chư Phật, ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến chỗ chư Phật đứng mà bị dập tắt như bó đuốc cỏ trong nước. Ôi quy lực của chư Phật thật là kỳ diệu. Bậc đạo sư nghe câu chuyện của họ liền nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi khi cháy đến chỗ đất này. Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia ta đã làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. Thần thông này tồn tại suốt một kiếp. Rồi tôn giả Ananda tiếp chiếc áo tăng già lê làm bốn thành tấm nệm cho bậc đạo sư ngồi. Bậc đạo sư ngồi kiết già. Chúng tỷ kheo đảnh lễ Như Lai, bao dây xung quanh ngài và ngồi xuống. Các tỷ kheo yêu cầu: bạch Thế Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín, mong Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề cho chúng con. Theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa ở nước Ma Kiệt Đà, tại chỗ này, Bồ Tát được tái sanh làm con chim cung cúc. Từ cái trứng, con chim con tự mình mổ vỏ và thoát ra. Thân hình to bằng trái banh, cha mẹ đặt nó nằm trong tổ chim. Chim mẹ tha đồ ăn về nuôi nó. Tự nó không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sức mạnh giơ chân lên để đi trên đất liền. Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời gian này, lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ trong tổ bay ra, sợ chết, kêu la và bay trốn. Cha mẹ Bồ Tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ Tát. Bồ Tát nằm trong tổ, ngóc cổ dương ra, thấy lửa đang cháy lan tới, liền suy nghĩ: nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên hư không và ta có thể đi đến một chỗ khác, hay nếu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta có thể đi bằng chân đến một chỗ khác. Cha mẹ ta vì sợ chết đã bỏ ta một mình, đã bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ nương tựa nào khác, tự mình không nơi nương tựa, ta phải làm gì đây? Ngài lại suy nghĩ: trong thế giới này có công đức, thật sự có công đức. Có những vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh ba la mật, ngồi dưới gốc bồ đề, chứng chánh đẳng giác, đầy đủ giới định tuệ, giải thoát tri kiến, thành tựu chân lý, lân mẫn, từ bi, nhẫn nhục, tụ tập lòng thân ái, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Những vị Phật nhất thiết ký, có những công đức pháp mà các vị ấy đã chứng đắc. Và ta có được một sự thật,
một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần phải niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh pháp về sự thật hiện có nơi ta, là một hạnh chân thật, đẩy lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn lại. Do vậy, bài kệ này được nói lên: ở đời có giới đức, chân thật, tịnh, từ bi. Chính giới chân thật ấy, ta sẽ làm một hành. Hạnh chân thật vô thượng, hãy hướng niệm pháp lực, niệm chư Phật quá khứ, dựa sức mạnh chân thật, ta làm hành chân thật. Rồi Bồ Tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết Bàn trong quá khứ, nhân danh tánh chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật và đọc bài kệ: có cánh không bay được, có chân không thể đi, cha mẹ đã bỏ ta, hỡi lửa hãy lui đi. Khi Bồ Tát nói sự thật ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng 16 tập. Khi trở lui như vậy, lửa không đốt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt tại chỗ ấy, như bó đuốc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ được nói như sau: ta làm hạnh chân thật, màn lửa lớn lửa ngọn, đi lui 16 tập như ngọn đuốc gặp nước. Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt cháy, được gọi là thần thông tồn tại trong một kiếp. Như vậy, Bồ Tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta có sức mạnh không làm cho ngọn lửa cháy đến khu rừng này, mà thời xưa khi làm chim cung cúc con, ta đã có sức mạnh của một hạnh chân thật. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, một số người chứng quả dự lưu, một số người chứng quả nhất lai, một số người chứng quả bất lai, một số người chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khứ, còn vua loài cung cúc là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说